Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là bản tin quốc tế phát sóng vào lúc 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Giới phân tích nhận định vụ tấn công bằng bom phói nhằm vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 15 tháng 4 vừa qua và trước đó là vụ ám sát cựu Thủ tướng nước này Shinzo Abe hồi tháng 7 năm ngoái, ngày càng làm lộ ra những lỗ hổng lớn trong quy trình đảm bảo an ninh cho các yếu nhân cũng như là các nhân vật quan trọng. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong tiểu mục tiêu điểm quốc phòng, nhưng trước hết sẽ là những tin nhanh đáng chú ý. Quốc hội Anh ngày 17 tháng 4 đã đăng tải một danh sách các cuộc điều tra công khai trên trang web chính thức. Trong đó có cuộc điều tra Thủ tướng Rishi Sunak bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 về vấn đề khai báo thu nhập. Theo đó, cuộc điều tra có liên quan đến cổ phần mà vợ ông Sunak sở hữu trong một công ty chăm sóc trẻ em. Nếu bị kết luận vi phạm chuẩn mực hành vi, Thủ tướng Sunak sẽ phải thừa nhận vi phạm và tìm cách tránh lặp lại hành vi tương tự. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, vấn đề này có thể được chuyển giao cho một ủy ban có thẩm quyền để xử lý. Giới chức Ukraine vào ngày 17 tháng 4 đánh giá điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc đàm phán tại Warsaw là cần đảm bảo nối lại hoạt động quá cảnh lương thực và ngũ cốc của nước này qua Ba Lan. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ba Lan, Hungary và mới nhất là Slovakia cấm nhập khẩu một số nông sản từ Ukraine. Dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán trong tuần này để tháo gỡ những bất cập giữa các bên. Động thái này có nguy cơ làm trầm trọng thêm khủng hoảng ngũ cốc thế giới. Nga cho rằng thỏa thuận này chưa được thực hiện toàn diện, trong khi Ukraine cảnh báo nguy cơ sáng kiến bị đình trệ do hoạt động kiểm tra tàu. Tổng thống Pháp Macron cam kết trong vòng 100 ngày tới sẽ đề xuất các biện pháp toàn diện nhằm xoa dịu bất đồng ở trong nước liên quan đến dự luật cải cách hưu trí. Đây là bài phát biểu toàn quốc đầu tiên của ông Macron kể từ khi ký dự luật nâng tuổi về hưu hôm 15 tháng 4. Trong đó, ông cam kết sẽ đưa ra những biện pháp hàn gắn đất nước sau nhiều tuần chìm trong làn sóng biểu tình phản đối. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, phía nghiệp đoàn Pháp đã chỉ trích khi cho rằng bài phát biểu không chứa đựng những nội dung có thể khiến người dân nguôi giận. Tỷ phú Elon Musk vào ngày 17 tháng 4 tuyên bố sẽ tạo ra một nền tảng trí tuệ nhân tạo AI với tên gọi là ChatGPT để cạnh tranh với ChatGPT và công ty mẹ OpenAI. Theo đó, tỷ phú công nghệ đã liên hệ với một số nhà nghiên cứu AI từ Google cho dự án này. Cùng ngày, giám đốc điều hành Google Pichai cảnh báo AI sẽ tác động đến mọi sản phẩm của mọi công ty và cần phải sớm tìm cách thích ứng với các quy định, đặc biệt là điều luật trừng phạt việc lạm dụng và hiệp ước đa quốc gia để đảm bảo AI an toàn cho thế giới. Thông tin ngoại giao tại châu Âu tối ngày 17 tháng 4 cho biết, đại sứ trưởng phái đoàn ngoại giao Liên minh châu Âu EU tại Sudan bị tấn công ngay tại nhà riêng. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của nhà ngoại giao cấp cao này. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh giao tranh khốc liệt leo thang ở thủ đô Khartoum giữa quân đội chính phủ và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh của các tướng lĩnh nổi loạn. Ước tính hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ những ngày qua và hàng ngàn người khác bị thương. Các bên tham gia xung đột đã bỏ qua mọi lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Nhật Bản và Hoa Kỳ tuyên bố hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm G7 đang diễn ra ở Nhật Bản. Hai bên cũng thảo luận việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo, cũng như vấn đề địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc trong phạm vi khả năng phòng thủ của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Hoa Kỳ đánh giá cao Hiệp ước Đối tác An ninh tăng cường ba bên cùng với Australia trong việc mang lại an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như đảm bảo các giá trị chung và đầu tư dài hạn cho lực lượng của ba nước. Theo thỏa thuận này chính thức ra mắt hôm 13 tháng 3 vừa qua, Anh và Australia sẽ được tăng cường năng lực chế tạo tàu ngầm mới dựa trên công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ và thiết kế tàu thế hệ tiếp theo của Anh. Tàu sẽ được đóng tại cả Anh và Australia. Các lực lượng Ba Lan vào ngày 17 tháng 4 đã tiến hành cuộc tập trận phản công, mô phỏng việc tiếp quản kênh đào chiến lược Vistula. Theo đó, cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng không quân, bộ binh và hải quân với nội dung huấn luyện giải phóng kênh đào và các cầu xung quanh khi có đợt tấn công tiềm tàng. Cuộc tập trận cũng có sự tham dự của các binh sĩ và khí tài của Hoa Kỳ.
Kênh Vistula được Ba Lan mở vào năm ngoái, cho phép tàu thuyền cỡ nhỏ từ biển Baltic vào cảng Elblag của nước này mà không phải đi qua khu vực Kaliningrad của Nga. Quy trình bảo vệ các yếu nhân mà cụ thể là các chính trị gia tại Nhật Bản đang cho thấy rất nhiều lỗ hổng đáng báo động. Sau vụ tấn công bằng bom khói nhằm vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào cuối tuần trước, vấn đề này một lần nữa lại trở thành tâm điểm thảo luận của giới phân tích. Trưa ngày 15 tháng 4 vừa qua theo giờ địa phương, khi đang phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Wakayama trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện bổ sung của Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio đã bị một đối tượng 24 tuổi tấn công bằng bom khói. Vụ việc không gây ra thương vong nào về người và nhà lãnh đạo đã nhanh chóng được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi an toàn. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó, ông Kishida tiếp tục tham dự một buổi vận động tranh cử khác tại một khu mua sắm phức hợp ở thành phố Chiba, tiếp xúc với số lượng cử tri thậm chí còn đông đảo hơn ở khoảng cách rất gần. Sự tương đồng của vụ tấn công tại Wakayama với vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 7 năm ngoái đã khiến nhiều người hoài nghi rằng kịch bản cũ hoàn toàn có thể lặp lại. Theo các nhà phân tích tại thời báo The Japan Times, vì bản chất của sự kiện vận động tranh cử là tiếp xúc với cử tri, nên các chính trị gia Nhật Bản thường gặp gỡ đám đông ở cự ly gần và thậm chí bắt tay với họ. Chuyên gia phản gián Yu Inamura thuộc Viện Tư vấn và Nghiên cứu Japan Detective Technology cho biết đây có thể là một điểm yếu rất lớn trong các chiến dịch tranh cử ở quốc gia Đông Á. Không giống như các kỳ vận động bầu cử tại Hoa Kỳ, nơi các diễn giả nổi tiếng có thể đứng rất xa khán giả và được bảo vệ bằng kính chống đạn, những sự kiện chính trị ở Nhật Bản ưu tiên các tiếp xúc gần gũi hơn. Bên cạnh đó, giới chức Nhật Bản ít khi thiết lập các trạm kiểm soát an ninh. Trong vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Kishida tại Wakayama, bom khói có thể trở thành phương tiện gây án bởi không có bất kỳ máy dò kim loại hay cơ chế kiểm tra hành lý nào của những người tham dự. Nguy hiểm hơn là các vũ khí này không quá khó để sở hữu. Video về vụ tấn công cho thấy, đối tượng sử dụng một loại đạn có sức nổ thấp, có thể được chế tạo bằng cách sử dụng bột đen hoặc các hợp chất tái sử dụng. Có rất nhiều hướng dẫn trực tuyến về cách để làm ra những vũ khí như thế này. Một người bình thường cũng có thể học cách chế tạo bột đen từ những vật liệu dễ tiếp cận. Một lý do khác tạo điều kiện cho vụ tấn công vào cuối tuần qua, đó là vấn đề địa điểm. Thông thường, một cảng cá như Sakazaki ở thành phố Wakayama không được lựa chọn làm địa điểm diễn thuyết. Bên cạnh đó, sự phối hợp thiếu đồng bộ của cảnh sát địa phương và lực lượng cảnh sát quốc gia cũng được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Mặc dù vậy, quy trình kiểm soát an ninh cho các yếu nhân ở Nhật Bản được nhận định là đã có những thay đổi rõ ràng kể từ sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Ngay khi quả bom khói hình ống vừa được ném về phía Thủ tướng Kishida, cảnh sát đã gạt nó ra xa và mở chiếc vali chống đạn để đảm bảo an toàn cho vị chính trị gia. Giới chuyên gia nhận định, phản ứng này hoàn toàn khác với thời điểm ông Abe bị một đối tượng bắn bằng súng tự chế, khi đó phần lưng của nhà lãnh đạo hoàn toàn không được che chắn bởi bất kỳ phương tiện bảo hộ gì. Gọi các đối tượng tấn công là những con sói đơn độc, ám chỉ xu hướng hành động một mình, các nhà phân tích cho rằng đã đến lúc Nhật Bản tìm ra những cách thức mới để hạn chế xu hướng tấn công liều lĩnh này, ví dụ như tăng cường các hoạt động tình báo để kiểm soát âm mưu từ sớm. Truyền hình quốc phòng Nga vào ngày 17 tháng 4 công bố hình ảnh nhóm tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương khai hỏa nhiều loại vũ khí trong đợt kiểm tra đột xuất. Màn trình diễn này đã nhận được lời khen của Tổng thống Putin, đồng thời khẳng định Nga có thể huy động hải quân dù xung đột ở bất kỳ hướng nào. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hơn 25.000 binh sĩ, 167 tàu chiến và hậu cần, trong đó có 12 tàu ngầm và 89 máy bay đã tham gia đợt kiểm tra đột xuất của hạm đội Thái Bình Dương theo lệnh của Tổng thống Nga. Cuộc diễn tập chia làm 3 giai đoạn với nhiều nội dung, trong đó có mô phỏng đòn tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhóm tàu chiến của đối phương giả định ở trung tâm Thái Bình Dương. Theo hình ảnh do truyền hình Quốc phòng Nga công bố, nhóm tàu chiến di chuyển theo đội hình trên biển, đồng thời khai hỏa pháo hạm 100 ly, tên lửa phòng không tầm ngắn và rocket chống ngầm. Ngoài ra, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga cũng tiến hành bay qua khu vực trung tâm của Thái Bình Dương để mô phỏng các cuộc tấn công chống lại các nhóm tàu địch. Toàn bộ hạm đội Thái Bình Dương đã được đặt trong tình trạng báo động cao hôm 14 tháng 4 cho các cuộc tập trận chớp nhoáng này. Một loạt khu vực biển phía Nam và Đông Nam của Nga đóng cửa hoàn toàn trong thời gian này để tiến hành tập trận phóng ngư lôi, tên lửa và diễn tập pháo binh.
Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng hôm 17 tháng 4, Tổng thống Putin đã khen ngợi cuộc tập trận lần này là một màn phô diễn lực lượng đáng kể, đồng thời đánh giá đây là màn thể hiện ấn tượng của lực lượng hải quân. Ông cũng nhấn mạnh cần tổ chức các cuộc tập trận tương tự ở các khu vực khác. Trước đó, Bộ trưởng Shoigu lưu ý rằng kịch bản cho cuộc diễn tập là để thực hành sẵn sàng chiến đấu chống lại một cuộc đổ bộ lên các đảo tranh chấp ở Viễn Đông. Theo đó, hạm đội đã được tăng cường máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS và Tu-22M3 cho nhiệm vụ bay tuần tra, cũng như nhiều tàu chiến và tàu ngầm được huy động trong đợt tập trận mới nhất. Cuộc tập trận trên của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hồi đầu tháng này, máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ đã bay vòng quanh bán đảo Triều Tiên. Và mới nhất, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận hải quân ba bên với sự tham gia của tàu sân bay USS Nimitz sau loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng vừa công bố hợp đồng trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi để chế tạo và phát triển hàng loạt tên lửa tầm xa tiên tiến theo kế hoạch kéo dài đến năm 2027. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua đã có mặt tại Brazil và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Mauro Vieira ở thủ đô Brasilia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức quốc gia Nam Mỹ này. Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Brazil vì những đóng góp của quốc gia này trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Về tình hình tại Ukraine, chúng tôi rất biết ơn những người bạn Brazil vì sự thấu hiểu tuyệt vời cũng như mong muốn của họ trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình. Ngoại trưởng Nga tái khẳng định tầm nhìn của hai nước trong việc tăng cường hợp tác hiệu quả và mang tính xây dựng, dựa trên các cuộc đối thoại công bằng và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời không bị phụ thuộc vào các thay đổi trên trường quốc tế. Moscow và Brasilia đang thúc đẩy quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn, với việc Brazil tăng cường xuất khẩu thịt đến Nga và đảm bảo lượng nhập khẩu phân bón Nga cho nông dân nước này. Nga và Brazil nhấn mạnh mục tiêu tập trung phát triển quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú ý đến thương mại và hợp tác kinh tế, đầu tư, vốn đã đạt mức kỷ lục trong năm ngoái, vượt mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục thảo luận về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, bao gồm năng lượng và cụ thể là sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Về phần mình, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira bày tỏ rõ lập trường ủng hộ con đường đối thoại, hòa đàm cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tôi tái khẳng định lập trường của Brazil trong việc ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tôn trọng nhân quyền và tiến tới một giải pháp ngoại giao, đảm bảo nền hòa bình lâu dài nhưng đồng thời đáp ứng các nhu cầu an ninh của mỗi bên. Cũng trong ngày 17 tháng 4 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có lịch trình gặp gỡ Tổng thống Brazil Lula da Silva, người vừa trở về sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Trước đó, ông Lula da Silva đã kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, chấm dứt việc thổi bùng xung đột và bắt đầu nói về các biện pháp hòa bình, cũng như thành lập một nhóm trung gian hòa giải giúp tháo gỡ thế bế tắc trong hòa đàm giữa Moscow và Kiev. Bình luận này của nhà lãnh đạo đã nhận về sự chỉ trích từ các quan chức Hoa Kỳ, trong đó phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby gọi đây là những tuyên bố nương theo các luận điểm tuyên truyền mà không nhìn vào sự thật. Quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Brazil và các đối tác Nga, Trung Quốc cho thấy một sự xoay trục mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Brasilia leo thang. Xoay quanh vấn đề buôn bán, vận chuyển ma túy fentanyl xuyên biên giới, tờ Reuters đưa tin, trước đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã thường xuyên bày tỏ rõ mong muốn trở thành trung gian hòa giải trong xung đột Nga-Ukraine, dựa trên truyền thống ngoại giao cởi mở và không can thiệp của nước này. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành, hoàn thiện giai đoạn đầu 10.000 căn hộ mới hiện đại tại Bình Nhưỡng. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo truyền thông Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và một số quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Kim Tok Hun, đã tới dự buổi lễ tại quận Hang Song để khánh thành dự án loạt căn hộ hiện đại mới. KCNA mô tả.